túi khán giả tuần qua, dư luận đổ dồn sự chú ý về vụ việc phiên tòa phúc thẩm bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong với những giọt nước mắt và những nỗi đau. Và cả sự căm phẫn trong lòng người khi nghĩ về chuỗi ngày cô bé đáng thương phải sống trong 4 bức tường mà người ta cứ ngỡ là mái nhà hạnh phúc. Cái cúi đầu và lời khai bị cáo không nhớ gì của chính kẻ mang danh cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái, hay trước đó là mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh sống rồi lại đòi chết. Một phiên tòa với rất nhiều cảm xúc, tự hỏi giá nào cho cái ác sau ngần ấy tội lỗi gây ra. Trước đó, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án tử hình trong phiên sơ thẩm trước đó là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau khi xin được sống không lâu thì người mẹ kế này bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình ngay trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Trong đơn rút kháng cáo, ác mẫu 28 tuổi cho biết bản thân cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân sau những gì xảy ra. Tội ác của Trang với con riêng của người tình thực sự vượt qua mọi trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Liên tục gần 3 tháng liền, từ tháng 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021 là những chiêu thức bạo hành, tra tấn kinh hoàng như đánh đập bằng roi, thanh sắt. Cháu bé bị lột đồ, bị nhốt vào chuồng chó, bị bắt quỳ gối. Nếu tội ác của Trang khiến dư luận phẫn uất bao nhiêu thì sự lạnh lùng, nhẫn tâm của Nguyễn Kim Trung Thái với chính con ruột của mình là điều mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo liên tục cúi đầu và trước các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo nói không nhớ hoặc cho rằng đây là ký ức đau buồn và không muốn nhắc tới nữa. Để bị cáo nhớ lại những hành động của mình lúc đó, hội đồng xét xử cho chiếu lại video trích xuất camera tại nhà bị cáo Thái. Diễn biến trong clip cho thấy khi Trang cầm cây roi ngắn không đánh được cháu VA thì chính kẻ mang danh cha ruột này hỗ trợ bằng cách đưa cây roi dài hơn cho người tình. Luật sư đại diện bị hại cho rằng việc tòa công khai video bạo hành cháu bé thể hiện sự quyết liệt không khoan nhượng với cái ác. Cuộc sống đọa đày của một bé gái trong căn chung cư cao cấp bậc nhất cả nước ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua lệ. Và rồi đến khi vĩnh biệt cõi đời, đứa trẻ đáng thương mới chấm dứt được chuỗi ngày đớn đau. Mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh sống rồi lại đòi chết, hay cái cúi đầu của Nguyễn Kim Trung Thái trước tòa hôm qua, tất cả rồi sẽ được pháp luật, tòa án phán quyết đúng người đúng tội. Nhưng có lẽ còn có một bản án khác đáng sợ hơn cả tội danh giết người. Đó là lương tâm, là công lý và đạo đức. Bởi dư luận điều tiếng là bản án không bao giờ dễ chịu với bất kỳ ai.